lúc 22 giờ ngày 18 tháng 2. Chuyên gia phân tích tỷ lệ trận Nottingham và Manchester City hôm nay chính xác nhất. Theo những nhà cái đến từ châu Á, Nottingham dù là chủ nhà nhưng được đội khách Manchester City chấp 1/1/2 trái và tỷ lệ tài xỉu trận đấu này sẽ là 3 bàn. Đánh giá về trận đấu, cho tới trước trận đá bù vào 12 hồi giữa tuần, Manchester City là đội bóng bám đuổi Arsenal trong cuộc đua đầu bảng Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên với bản lĩnh của nhà vô địch và thêm đội hình chất lượng, The Citizen đã trở lại với đúng vị trí đầu bảng khi đánh bại chính Arsenal với tỷ số 3-1 ở trận đấu bù cách đây ít ngày. Trở lại với vòng 24 cuối tuần này, trong bối cảnh vừa căng sức cho trận đại chiến ngôi đầu với Arsenal, cộng thêm việc phải làm khách trên sân của RB Leipzig tại cúp C1 châu Âu giữa tuần tới, Manchester City chủ động thi đấu giữ sức và một chiến thắng với cách biệt tối thiểu là đủ làm các đội cổ động viên của The Citizen hài lòng. Thực tế đội chủ nhà Nottingham Forest cũng không phải đối thủ dễ bắt nạt khi được thi đấu trên sân nhà. Nên nhớ, Nottingham đã bất bại tới 7 trên 9 trận gần đây tại Ngoại hạng Anh. Trên sân nhà The City Ground, họ có mạch 7 trận bất bại gần nhất tại Ngoại hạng Anh và từng lấy điểm từ những đối thủ sừng sỏ là Chelsea hay cả Liverpool. Những con số thống kê cho thấy với tỷ lệ châu Á 1/1/2, Nottingham chỉ thua kèo một lần trong số 6 vòng đấu mới nhất tại Ngoại hạng Anh. Bên kia sân, Manchester City không phải tập thể đáng tin khi thi đấu xa nhà. Cụ thể, The Citizen đã thua kèo 7 và chỉ thắng có 2 lần ở 10 trận sân khách mới đây. Về tỷ lệ tài xỉu là 3 bàn. 6 trận đấu vừa qua của Nottingham tại Ngoại hạng Anh đều về xỉu. Và có tới 8 trên 10 trận đấu trên sân khách mới đây của Manchester City đã khép lại với kịch bản không quá 3 bàn mỗi trận. Về mặt lực lượng, Nottingham Forest sẽ thiếu vắng Kouyaté, Bikan, Richard, Yete, Henderson hay Anoji gặp chấn thương. Còn về phía Manchester City, họ chỉ lo ngại về một trung vệ John Stones. Dự kiến đội hình ra quân giữa trận đấu Nottingham và Manchester City thì Nottingham Forest trông giữ thủ thành sẽ là thủ môn Mitrovic, hậu vệ Navas, Aurier, McKenna và Boly. Trên hàng tiền vệ sẽ là Lodi, Freuler, Johnson, Mangala và trên hàng công sẽ là Srapa và Wood. Còn Manchester City, họ sẽ ra quân với một đội hình tương đối lạ khi thủ thành không phải là Ederson mà sẽ là cái tên thay thế Santana de Moraes. Hàng phòng ngự sẽ là Diaz, Walker và Laporte. Trong khi đó, Kevin De Bruyne sẽ thống lĩnh hàng tiền vệ và Haaland sẽ là cầu thủ chơi cao nhất trên hàng công. Dù vậy, các chuyên gia lựa chọn cho trận đấu này thì Nottingham Forest có thể sẽ là một lựa chọn khả thi với tỷ lệ kèo chấp 1/1/2. Và tỷ số của trận đấu này có thể là một chiến thắng đầy sít sao cho Manchester City với tỷ số 1-0.